chào các bạn đang xem kênh của mình ha. Trên tay của mình đây là chiếc điện thoại Sony Ericsson Xperia Play, hay còn mã tên khác là R800i nha các bạn. Ở Việt Nam thì cái tên gọi chung là R800i ha. Ở một số quốc gia khác nó còn có R800a nữa các bạn. Nếu mà cầm trên tay như thế này thì nó cũng khá là bình thường như bao chiếc Xperia đời 2011 ha. Đây là chiếc máy ra đời năm mắt năm 2011 đó các bạn. Tính tới thời điểm nay thì cũng hơn 13 năm rồi ha. Con số cũng khá là lâu đời rồi các bạn, cũng khá là có tuổi là ông cụ được rồi các bạn. Nếu trong ngành công nghệ thì có thể là chiếc cụ rồi ha. Đây là một cái máy vô cùng độc đáo. Nếu chỉ cầm thế này thì các bạn không thấy độc đáo các bạn, nhưng chúng ta chượt lên cái máy này chượt được các bạn. Mình sẽ bật đây ha. Đó, các bạn bật lên vậy, các bạn thấy giống gì không các bạn? Giống y như chiếc BB Go lừng danh một thời nào đó các bạn. Chiếc BB Go ra mắt năm 2009 ha. Sau thành công của những chiếc BB 1000, 2000, 3000 thì BB Go xuất hiện các bạn. Và đây là chiếc điện thoại, nó nhái theo phong cách BB Go ha. Tất nhiên thì cấu hình của nó không mạnh bằng con đó các bạn. Mặc dù nó ra đời sau 2 năm. Tất nhiên các bạn, do cái con này là một chiếc điện thoại ha, cho nên cái chip của nó thì nó không thể gắn như con BB Go được các bạn. Nếu mà cầm trên tay thì các bạn không thể nghĩ được đây là chiếc điện thoại đâu ha. Nếu mà bực như thế này các bạn, nó y như một chiếc máy chơi game rồi các bạn. Và có thể nói đây là chiếc điện thoại độc đáo nhất từ trước đến nay mà Sony Ericsson cũng như là những cái hãng điện thoại nó có thể làm ra các bạn. Bởi vì không, mình chưa thấy chiếc điện thoại nào mà nó làm một cái hình dáng mà nó đúng cái nghĩa luôn để chơi game thế này các bạn, đúng bàn phím để chơi game luôn ha. Và nó có luôn cái hai nút led ra trên đầu các bạn ha. Ba nút này để tăng âm giảm âm lượng, hoặc là mình có thể chọn hình nút khi mình bấm mấy game chơi giải lập cũng được luôn. Quá độc đáo các bạn. Giới thiệu sơ sơ về ngoại hình cái máy này một xíu ha. Thì 2011 thì hãng Sony Ericsson vẫn còn các bạn, cho nên còn chữ Sony Ericsson ha. Sau này bắt đầu từ 2012 trở lên thì mất cái chữ Ericsson rồi, còn chữ Sony ha các bạn. Đây là loa thoại ha. Đây cảm biến, anh đây cảm biến nhiều các bạn. Và có camera phụ nữa các bạn. Đây là cảm biến nè ha, cảm biến tiềm cận, cảm biến ánh sáng gì ha. Màn hình máy này là 4 inch nha các bạn. Công nghệ TFT hồi đó ha. Và xài phím cứng. Tất nhiên các bạn thời này thì chiếc thời này ngay cả con nhớ như Android iPhone 3, 4 vậy các bạn, nó còn nút home phím cứng ha, thì cái này cũng có phím cứng các bạn. 4 nút luôn ha. 4 nút phím cứng. Thời này thì xài cổng micro USB nha các bạn. Cổng băng nghe 3.5 và lưu ý các bạn là cái đời mà 2011 Sony Ericsson này tai nghe 3.5 có mic của nó xài riêng ha. Gắm mấy tai nghe đời bây giờ gắm vô nó bị méo tí các bạn. Này logo. Logo điện thoại của Sony đây. Đấy. Xperia. Camera 5.0 megapixel, hỗ trợ đèn LED. Cái này là mic ghi âm để mình quay phim. Nút nguồn ha. Hai nút này là để chờ chơi game nè các bạn. Cái chỗ này để nhìn mình mở máy ra cho dễ ha. Và máy này được hỗ trợ hai loa luôn nha các bạn. Cho nên ngoài chơi game thì nó cũng nghe nhạc, cũng như là hỗ trợ lúc mà âm thanh cho cái mình chơi game rất là tốt nha. Hai loa luôn ở trước này là sao ha. Hai loa luôn. Tổng quan màn hình máy quá đẹp các bạn. Khá là lai niệu ha. Dán keo mặt lưng hết rồi các bạn. Dán cả cảm ứng luôn các bạn. Thì máy mình sưu tầm ha các bạn. Đó. Và đây nè các bạn, những bạn nào mà fan của dòng BSB rất nhìn vô phím mày khỏi giới thích ha. Đó, đầy đủ hết những cái nút các bạn. Đó, đầy đủ hết luôn. Đây biểu tượng luôn. Biểu tượng điện thoại luôn. Và đây cái máy điện thoại các bạn. Cái thời đó mà cầm mày trượt lên mà nghe alo alo ai cũng nhìn nha các bạn. Nó quá độc các bạn. Quá độc ha. Trượt nha. Bóc bóc đã này. Trượt rất là êm ha. Rất là êm, rất là chắc các bạn. Tại máy là new các bạn. Thì sơ lược cái máy này ha. Cái máy này nó chạy Android. Và đặc biệt các bạn. Đặc biệt là thằng sau này nó không hề nâng cấp luôn các bạn. Kể từ lúc ra mắt là Android một số thị trường là 2.3.3
một số thị trường khác là 2.3.4 và đứng luôn cho đó các bạn, nó không hề update lên 4.0 ha. Mặc dù cái cấu hình cái con này nó cũng có thể up lên 4.0 được các bạn, vì RAM 512 ha, chip S2 hay, nhưng thời đó 211 là chip đó, RAM đó thì là tốt rồi các bạn. Nhưng đặc biệt hàng nhàn Sony nó không hiểu sao nó không chịu up lên 4.0 các bạn, chỉ chạy Android 2.3.4 gốc thôi ha. Tất nhiên thì bạn nào thích thì có thể chạy ROM cút, ăn lóc bút đơn chạy ROM cút gì tùm lum la ha. Thì cái đó thì, nhưng mà cái phải là đòi hỏi các bạn phải có hiểu biết để mới làm được, nhưng bạn không có hiểu biết thì sao làm các bạn. Rồi bây giờ để máy ở đây, đây trên bàn còn em nữa, tại cái máy này để sim sẵn rồi. Mình sẽ mở máy lên cho bạn coi ha. Game Ridley với tinh long huyền thoại ha. Đây, đây là giả lập chơi giống như B1 mà các bạn. Thì cái máy này nó chơi B1 y chang như mình chơi tầm tay cầm B1 luôn ha. Hệ thống phím y chang các bạn. Đặc biệt nữa là các bạn khỏi cần phải map mấy nút gì các bạn, tại vì bấm vô nó tự nhận các bạn. Mình cầm mấy fan mà FIFA, PES mà. The Sims 3 hồi xưa cái game này nó rất là hot, mình cũng biết tại sao nó hot, tại mình không thích chơi các bạn. Nó đây các bạn không tin nó là cái điện thoại thì đó, mà thấy vô có tiếng gì ha. À, có sim có sóng đàng hoàng ha. Thì qua bước này luôn. Này, tại vì mình cắn sim vô để mình test máy các bạn coi ha. Này lên sim lên sóng các bạn, Việt Nam Mobile ha, sim sóng ha. Thì cái máy này có 3G các bạn, cho nên sắp tới nhà mạng cả 2G gì nữa thì kệ ha, cũng chưa cần quan tâm lắm các bạn. Thì mấy con Android đa số nào có 3G bạn, bèo bèo phải có 3G các bạn. Cái đó thì lên sạc LA đâu được, chứ giờ là Android 2.3 thì hết thôi chờ bạn. Android 2.3 nó có market ta, Android 2.3 thì xài market Facebook gì đó, máy này vô hết được rồi các bạn. Cho nên bây giờ muốn bạn muốn chơi thì các bạn bắt buộc phải download mấy cái file APK cho bạn cài ha, thì các bạn cài giả lập các bạn. Các bạn có thể chơi mấy game hồi xưa, game net bấm nút nè, hay là mấy cái game game thẻ nè, hay mấy cái game thùng, game net gì đó, game băng, game tròn gì đó. Nói chung là những cái game mà dưới cái thời mà thằng B1 về xuống các bạn chơi được hết ha. Thậm chí cả PSP các bạn cũng thể đau và bạn giả lập bạn chơi được luôn các bạn. Nhưng mà nó rất là lag các bạn. Nó lag lắm mà. PSP thì chơi lag các bạn. Do cấu hình con này nó không không chạy nổi cái PSP các bạn. Mình thử đau về thử nhưng mà chạy lắc giật quá mình xá rồi. Với lại mình cũng không thích chơi mấy game nhiều lắm. Mình chỉ thích chơi hai thứ là bếp và cái mình thích game này nè các bạn. Mình chỉ khóa game Resident Evil mở lắm xíu cho hình ảnh trên chạy cho vui ha. Âm lượng lên nghe chuyển cho nó hấp dẫn. Đó, bạn thấy cái hình này nổi lên thấy nó quen thuộc chưa, những bạn nào có thể start mid chính hết thì cái giao diện này, cái hình ảnh này rất là quen thuộc ha. Tuổi thơ dữ dội ùa về liền. Đó. Nó còn nè, nè mình xích huyền thoại nè. Mình vẫn còn đang chơi game này các bạn. Đó. Mà giờ nói chung bấm vô cũng tại vì không phải là người chết test game, mình bấm bấm cho bạn xem vậy thôi ha. Không cho bạn biết nó chạy được vậy thôi các bạn. Chủ yếu là giới thiệu cho các bạn với bạn sau này, bạn trẻ sau này biết. Đã có một thời Sony Ericsson nó làm ra những chiếc điện thoại cực kỳ hay, cực kỳ lạ và cực kỳ độc như thế này các bạn.
À, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. À, nếu thích thì hôm nào mình sẽ làm vài cái clip đăng lên về những cái game chơi được cái máy này các bạn.